Kính chào quý vị khán giả. Hôm qua chúng tôi nghe một vài kênh phản biện một cái video của ông Hoàng Duy Hùng, cho nên chúng tôi cũng vào đó để nghe thử xem ông nói cái gì mà người ta phản biện. Thì đó là cái video số 1842 ngày 20 tháng 6 của cái kênh Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Cái tựa đề đó là xét xử mới của Trung Quốc thay đổi quan điểm về Hồng Kông và Macau. Kỳ tới Việt Nam thì sao? Cái video có hơn 12 phút. Thì chúng tôi thấy được ông Hùng có ba cái mục đích. Thứ nhất là ông muốn dành cái công cho thực dân bằng cái cách bám vào cái chữ thuộc địa, cách dùng từ của sách giáo khoa của cho học sinh. Chính quyền Trung Quốc đổi cái chữ, thay vì nói còn Hồng Kông là thuộc địa thì nói là mảnh đất bị chiếm đóng trái phép. Về ý nghĩa đó thì như nhau, nhưng mà chúng tôi thì nghe tới nghe lui thì chúng tôi thấy được cái mục đích là ông Hùng muốn cảm ơn thực dân, muốn dành cho thực dân cái công đã xây dựng một cái nền móng kinh tế ở trên cái mảnh đất đó. Và cái mục đích thứ hai của ông là đề cao cái cơ chế kinh tế của tư bản. Cái điều thứ ba là ông tỏ ra lo sợ mai này mà Tập Cận Bình lên ngôi bá chủ toàn cầu thì ông e rằng cái điều đó nó sẽ chứng minh cho cái cơ chế xã hội hay là cơ chế cộng sản đã không bị thất bại như là ở phe tư bản thường xuyên tuyên truyền. Do đó là quý vị sẽ thấy ba cái điều đó ở trong cái video của ông Hùng. Thì ông lòng vòng bởi vì nó thật sự là nó không có cái gì, nhưng mà ông lại rất là khó chịu vì cái sự thay đổi cái từ đó. Chứ ông mới nói là như thế này, trong cơ chế về chính trị quốc tế, ông cứ hay dùng cái chữ chính trị quốc tế, nó đã thuộc về Anh. Cơ chế thuộc địa làm cho Hồng Kông khác biệt, người dân Hồng Kông được phát triển mạnh mẽ và giàu có. Chính vì cái cơ chế thuộc địa đó cho nên người dân Trung Quốc hướng về Hồng Kông, cho rằng cái mô hình tư bản đã tạo ra cho người dân Hồng Kông hạnh phúc, ấm no, giàu sang. Cũng y như vậy, tại Macau hiện nay là một thành phố sòng bạc lớn nhất thế giới, còn lớn hơn cả Las Vegas ở Mỹ nữa. Ông nói rằng nhờ tiền thuế của sòng bạc đó, người dân được hưởng từ 10 tới 15% lợi tức. Ông không có nói cái thưởng này là bao lâu, thưởng một lần hay là chỉ một lần hay là nhiều lần thì ông không nói. Cái điều thứ ba, ông nói rằng nếu mà không có công nhận là do cái sự giàu có của Hồng Kông là do cái cơ chế thị trường á, tức là Trung Quốc không muốn cho người dân ở Trung Quốc ngóng trông về Hồng Kông và Macau như là một biểu tượng để phát triển. Quý vị nhận thấy là cái sự giàu có của Hồng Kông và Macau thì ông Hùng cho rằng nhờ cái cơ chế theo kiểu mô hình phương Tây thì mới phát triển. Chúng tôi sẽ xem cái cách gán ghép đó có đúng hay không, có khoa học hay không. Rồi ông quay về Việt Nam, ông nói rằng nếu chúng ta nói rằng Pháp chiếm đóng và đô hộ bất hợp pháp là không có công nhận từng là thuộc địa của Pháp thì chúng ta bác bỏ đi góc nhìn sự thật gai góc đau thương của dân tộc. Ở cái câu này ông hơi lủng củng, ý của ông là muốn công nhận cái công của Pháp. Nhưng mà ông nói và tránh ra như vậy đó thì nghe nó lũ liễu quá đi, chả lẽ mình cứ cảm ơn thằng Pháp. Thành ra ông lại nói không có công nhận, gai góc đau thương. Không công nhận mà cả trăm năm nay là chúng ta đánh Pháp cả máu cả xương biết bao nhiêu. Thì chúng tôi thấy là cái câu này, cái đoạn đầu với cái đoạn sau nó không có ăn rập với nhau. Lát nữa ông Quang sẽ kể cho quý vị nghe chúng ta cách mạng chống Pháp bao nhiêu đời, bao nhiêu lâu, chứ đâu phải là bắt đầu từ ông Nguyễn Thái Học. Cái chuyện không thành công cũng thành nhân này á, là đã có từ những người chống Pháp đầu tiên. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái ngay cả cái đoạn này có những cuộc đấu tranh hào hùng này nó cũng mâu thuẫn với cái đoạn ở trên. Tức là nãy giờ chúng ta thấy là thì ông ca tụng cái cơ chế thuộc địa đã làm cho dân giàu và ngóng trông về Hồng Kông, Macau như là những cái biểu tượng phát triển. Thế mà bây giờ thì ông lại cũng ca ngợi những cái người mà đánh đổ cái người chủ thuộc địa đã đem lại cho Hồng Kông và Macau cái sự dân giàu nước mạnh đó. Thành ra quý vị thấy là ông mâu thuẫn trong cái từ cái đoạn trên tới cái đoạn dưới. Rồi ông nói là cái nhờ cái cách mạng của Nguyễn Thái Học mở ra con đường để rồi Cộng sản, Đảng Cộng sản tiếp nối.
tôi sẽ nhờ ông Nguyễn Mạnh Quang nói sơ về cái thứ tự, cái cuộc cách mạng, sự khác nhau giữa cái con đường cách mạng của ông Nguyễn Thái Học và cái con đường của Đảng Cộng sản để đi đến thành công. Thế rồi cái câu chốt này là nó nói lên cái sự gọi là lo sợ nếu mà Trung Quốc mà thành công đó, thì e rằng người ta sẽ nghĩ rằng chế độ xã hội và chế độ cộng sản đâu có thất bại đâu có, như là tư bản tuyên truyền từ xưa tới nay, thì những cái sự giàu có của phe tư bản nó như thế nào, trong lịch sử như thế nào, thì đó cũng là một cái đề tài khác để cho ông Nguyễn Mạnh Quang đi sâu vào xem có phải là do cái cơ chế hay là không. Để kết luận thì ông nói là đương nhiên là Tập Cận Bình đang e ngại người dân theo mô hình Hồng Kông, Ma Cao, lịch sử sẽ xóa sạch biến cố Thiên An Môn. Biến cố Thiên An Môn này năm 1989 là nổi lên chống lại chế độ cộng sản Trung Hoa, thì ông cho rằng sợ rằng cái biến cố đó sẽ bị bôi xóa đi. Như thế rõ ràng là ông muốn bênh vực cho cái cơ chế theo tư bản. Thì ông nói rằng ông Tập Cận Bình muốn tô vẽ cho một Đảng Cộng sản Trung Quốc vươn mình nhé. Đây là cái lo sợ của ông, là ông Tập muốn tô vẽ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vươn mình dậy, oai hùng, không có gì vướng bận của một cường quốc nào tại Trung Quốc. Nhưng mà về cái câu cuối thì ông lại quẹo sang là chế độ quân chủ. Tôi ghi ra đây, đọc cái câu mệnh đề trước là nói Đảng Cộng sản, mệnh đề sau thì quẹo sang quân chủ, làm như là ông không có công kích chế độ Cộng sản. Thành ra ông Hùng có những cái cách nói như thế đó mà chúng tôi nghe quen, chúng tôi hiểu cái cách của ông. Đấy thì ông, cái câu kết luận của ông là một khi xóa bỏ quá khứ thuộc địa của Hồng Kông, Ma Cao thì Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình là hướng đi thống nhất đất nước dưới tư cách là thể chế quân chủ. Thật ra ý là thống nhất đất nước dưới tư cách là chế độ xã hội. Thì đây chỉ là cái ông muốn đánh lạc hướng thôi. Trước khi tôi dừng lời lại cho ông Nguyễn Mạnh Quang nói về những cái sự giàu có của Ma Cao, những sự giàu có của Hồng Kông đó, thì cho tôi xin nói với ông Hùng về cái mặt khoa học của cái bài bình luận phê phán. Thứ nhất là bài học về thống kê. Dù cho ông có bằng gì đi nữa, chỉ cần học qua 4 năm cử nhân là bắt buộc ông phải nói chuyện một cách khoa học, tức là nói cái gì cũng phải có minh chứng, mà cái minh chứng là tỷ lệ số đông. Ví dụ như bây giờ ông đi một cái đám tang, ai người ta cũng khóc hết. Tự nhiên có hai đứa trẻ là nó có chuyện gì đó, nó vui thì nó cười nhau, nó không biết cái đám tang. Thế ông gặp hai đứa đó vui vẻ, hớn hở, ông về ông nói trời ơi, cái đám tang đó, cái ông đó chết là đáng đời là vì mấy đứa nhỏ này nó vui. Thí dụ như vậy, ông chỉ cần ông lấy một cái thí dụ không có đại diện cho một cái số đông là ông sai, là ông bóp méo thông tin. Đó là một cái hình thức xuyên tạc thông tin là như vậy. Vậy thì tôi sẽ hỏi ông Quang rằng cái thí dụ Hồng Kông và Ma Cao đem ra để làm mô hình cho một cái xứ thuộc địa của Anh và xứ thuộc địa của Bồ Đào Nha, như vậy là có tượng trưng cho cái chính sách thuộc địa hay là không, dựa vào cái thống kê toàn thế giới. Vậy thì xin mời ông Nguyễn Mạnh Quang lên đây nói về hai loại chính sách thuộc địa. Kính chào quý vị khán thính giả, hân hạnh chúng tôi lại được trở lại để nói chuyện cùng với quý vị khán thính giả. Câu đầu tiên là hỏi ông, nước Anh rồi nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp có bao nhiêu thuộc địa trên thế giới này? Dạ, tôi cũng xin nói rằng sau khi mà khám phá ra Mỹ Châu vào năm 1492 thì các nước Âu Châu, tức là các nước mà theo Thiên Chúa Giáo như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh đều đua nhau đi tìm kiếm thuộc địa ở ngoài lục địa Âu Châu. Thì trong các nước đó thì phải nói rằng là Anh á, là cái nước mà có rất nhiều thuộc địa trên thế giới. Và nước kế đến là nước Pháp, sau là gọi là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng rất nhiều thuộc địa trên thế giới. Rồi kế đến là Hà Lan, Bỉ.
thì hầu hết tất cả các nước mà có thuộc địa ở trên thế giới đều là các nước mà các chính quyền với lại quân lính theo đạo Thiên Chúa Giáo. Chỉ khác nhau là Thiên Chúa Giáo La Mã hay Thiên Chúa Tiên Lành. Như là các đế quốc Anh thì là theo Thiên Chúa Anh Quốc, tức là đạo Anh Giáo. Hòa Lan thì theo cái đạo Thiên Chúa của Tin Lành. Bỉ thì với lại Pháp thì theo cái đạo Thiên Chúa Giáo La Mã. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng theo cái đạo Thiên Chúa La Mã. Tất cả họ đều là cái đạo Thiên Chúa, đều bị ảnh hưởng bởi Thánh Kinh và đều có chủ trương phải diệt hết tất cả những dân bản địa mà họ đã chinh phục được. Đó là Thánh Kinh nói rõ như vậy và họ đã làm đúng như vậy. Thế bây giờ xin nói là thuộc Anh là có rất nhiều thuộc địa, như là tại Ấn Độ thì có bao gồm cả Ấn Độ, Pakistan, Miến Điện, Tích Lan, Mã Lai, Singapore. Thế như là tại ở Trung Hoa thì họ có cái thuộc địa là Hồng Kông. Tại các nước khác như là ở bên Nam Phi thì họ có nhiều thuộc địa, nhưng mà rõ ràng nhất là Nam Phi với lại một vài cái địa thuộc địa khác. Ở tại Mỹ Châu họ có Canada. Ở tại Úc Châu với lại Tân, họ có là Úc Châu và Tân Tây Lan. Trong các thuộc địa này đó thì phải nói là có hai loại, một loại là di dân, một loại là biến các nó làm thuộc địa. Cái loại di dân đó thì họ diệt hết tất cả những dân bản địa, giết một cách cực kỳ dã man để mà đem người da trắng đến sinh sống ở đó. Đó là những cái thuộc địa di dân như là Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Canada. Và Liên bang Nam Phi thì là cái thuộc địa vừa là di dân vừa là khai thác tài nguyên với lại làm thị trường tiêu thụ hàng hóa. Thế còn thằng Pháp á, thì cũng có rất nhiều thuộc địa, nhưng mà hầu hết thuộc địa của người Pháp là khai thác tài nguyên và cưỡng bách nhân dân bản địa làm nô lệ. Ê, còn tàn ác hơn tất cả nữa, các thuộc địa khác á, là thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đến đó là họ diệt hết tất cả những cái nền văn hóa văn minh của các dân tộc bản địa. Đến nỗi ngày nay đó, bất kỳ nước nào ở Trung Nam Mỹ không còn tiếng nói của họ. Đấy. Rồi Liên bang Nam Phi thì họ thi hành chính sách bất bình đẳng giữa người da đen và người da trắng, phải tranh đấu mãi cho đến cả mấy thế kỷ mới xong. Vậy thì chính sách thuộc địa của các nước đế quốc Âu Châu, đa số là Âu Châu, Anh, Pháp, Mỹ, Anh, Pháp, Hòa Lan, Bỉ, đều là theo cái tinh thần Thiên Chúa Giáo để đi cướp nước người ta. Cái tinh thần cướp nước đó đã được Giáo hội La Mã nói rõ trong cái sắc chỉ Romanus Pontifex ban hành trong thời Giáo hoàng Nicholas V vào ngày 8 tháng Giêng năm 1954. Cái tính cách ăn cướp được được linh mục Trần Tam Tịnh nói rất rõ ràng trong cái cuốn Thập giá và lưỡi gươm ở trang 14 và 15. Thế họ đi đâu họ thế, làm gì có cái chuyện mà tốt đẹp đối với lại dân bản địa. Thế thì nước Pháp cũng vậy, mà nước Tây Ban Nha cũng vậy, tất cả đều ác, cái mức độ ác hơn hay ác nhiều thôi. Không phải bào chữa, nhưng mà dường như là vì họ được Giáo hoàng ủng hộ đó, mà Giáo hoàng thì đòi họ phải đem nô lệ về cho đúng, Giáo đúng hoàng rồi. Và vàng bạc nữa, thành ra có lẽ vì lý do đó mà họ phải ác với cái dân bản địa để mà họ còn chia chác cho Vatican. Đúng vậy, đúng vậy. Cái tinh thần ăn cướp đó thì nó đã nãy tôi đã nói trong cái sắc chỉ Romanus Pontifex rồi. Khi mà đi đến đâu thì cướp vàng cướp bạc, thí dụ như là văn khố với lại khoa vàng khoa bạc châu báu của nhà Nguyễn đó, thì năm 1885 đó thì cái đoàn quân mà viễn chinh của Pháp và Vatican vào cướp hết tất cả những cái đó. Điều này được ông sử gia Nguyễn Xuân Thọ nói rõ trong cái cuốn ở trang 101-102 á, trong sách gọi là bước mở đầu của sự thiết lập thuộc địa Pháp ở Việt Nam trong những năm 1858-1997. Đều nói rõ hết. Hiện bây giờ quý vị cũng biết rằng trong cái kho tàng của Vatican trước không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu, và trong đó có cái tài liệu mà bản gốc của cụ Nguyễn Du viết về quyển Chuyện Kiều ở trong đó, còn nhiều tài liệu khác. Vậy thì tại sao Vatican lại giàu có như vậy? Tại sao các nước Anh, nước Pháp lại giàu có như vậy? Tại sao nước Bỉ với lại nước Hòa Lan giàu? Tất cả họ giàu là của ăn cướp của dân bản địa,
Và ở nước nào cũng có tài nguyên dầu có cả. Chứ không phải là cơ chế, cái bản chất của họ đi nào đang cướp. Đó. Thế thì ông Hùng chỉ nói đến cái là Hồng Kông á là giàu có, nhưng mà ông có biết rằng cái trận chiến tranh Nha Phiến là người Anh đem Nha Phiến nhập cảng vào Trung Hoa qua cái cửa Hồng Kông, và cuối cùng á là gây nên cái cuộc chiến tranh Nha Phiến vào thế kỷ thứ 19, và Trung Hoa thua lại chấp nhận cái điều kiện của người Anh, và kể từ đó người Anh được tự do nhập cảng Nha Phiến vào Trung Hoa, và cái nghề buôn bán Nha Phiến đó mau giàu lắm. Nó là nó giàu ở cái chỗ đó đó. Thế rồi cái buôn bán Nha Phiến là đối với lại các nhân dân thế giới từ ngàn xưa cho đến ngày nay, cũng như từ Đông sang Tây, là đều bị các nhà đạo đức lên án và làm suy yếu cái bạc nhược cái con người của cái dân tộc mà có những người người Nha Phiến. Thì người Anh lại chủ trương làm cái chuyện đó, vừa là được giàu mà vừa làm cái suy yếu cái tinh thần sống còn của dân tộc Trung Hoa. Chứ không phải là họ có tử tế gì mà làm cho dân Hồng Kông giàu có đâu. Chứng đó là những người dân Hồng Kông được ở đó, họ muốn nuôi cho họ để làm tay sai, họ định làm cái tay sai để bàn đập thi hành chính sách tầm thực để tiến vào cái lục địa Trung Hoa, làm suy yếu cái dân tộc Trung Hoa để mà tiếp tục chiến đấu chiếm Trung Hoa làm thuộc địa. Thế là đem những cái bề ngoài cũng giống như là Pháp sang xâm lấn ở Việt Nam thì dùng cái bọn quân chiên bản địa làm tay sai, và tất cả những bọn quân chiên bản địa chúng ta thấy là được trở thành giàu có là về nhờ dựa vào cái lực Pháp và thì càng đi ăn cướp của dân tộc Việt Nam. Cái sự kiện này nó rõ rệt nhất là khi ông Diệm được đưa Mỹ với lại Vatican đưa miền Nam, thì những người Bắc Kỳ di cư vào miền Nam sống ở cái vùng Đồng Nai ngày nay đó, thì họ bàn tay trắng. Tại sao họ lại giàu? Họ nói họ chịu khổ, nhưng mà sự được là ăn cướp và dùng cái chính sách gọi là biến cái tập thể quân chiên đó thành kiêu dân công giáo thời Ngô Đình Diệm. Chức vụ nào quan trọng cũng dành cho người công giáo. Những cái chức vụ hét ra lửa mửa ra khói như là công an, cảnh sát, mật vụ đều trong tay người công giáo lúc bây giờ. Thấy không? Ông Diệm đã dành ra 38 triệu Mỹ Kim cho cái ông Phạm Ngọc Chi để mà mở mang cho người công giáo. Thế là tất cả họ giàu là giàu ăn cướp. Trở lại cái vấn đề là Hồng Kông với Macau là những cái địa điểm tốt mà ông có đem ra thí dụ, thế còn bây giờ những cái thuộc địa khác thì bây giờ tình trạng như thế nào? Phải nói là thuộc địa khác đó, là của ông Anh á. Ông nên nhớ là ở Liên bang Nam Phi đó, họ thi hành chính sách cướp đoạt tài nguyên và kỳ thị người da đen, đến nỗi là cái chính sách mà người da đen phải tranh đấu để bình đẳng với lại người da trắng cả một thế kỷ mới thành công. Đấy. Còn tại Canada với lại Úc Đại Lợi với Tân Tây Lan, họ thi hành chính sách di dân, tức là họ diệt gần như là tuyệt chủng của những người bản địa. Được, tài liệu nói rõ ràng như vậy. Thì như vậy là họ tốt hay họ xấu? Và dĩ nhiên họ diệt chủng như vậy đó, thì tất cả các tài nguyên của cái dân bản địa đó họ cướp đoạt hết. Không, bây giờ tình trạng là họ trở thành giàu có. Bây giờ tình trạng của họ giống như Hồng Kông hay không? Đó. Và dĩ nhiên là họ đã bị diệt như vậy, làm sao họ thành công? Mà rõ ràng nhất là tất cả các dân tộc Trung và Nam Mỹ bị Tây Ban Nha chiếm đóng. Rồi Tây Ban Nha với đấy là với lại Bồ Đào Nha là theo Thiên Chúa và Thiên Chúa La Mã dã man hơn tất cả các Thiên Chúa khác, dã man hơn Thiên Chúa Anh, dã man hơn Thiên Chúa Tin Lành của Hòa Lan. Nhưng đây hỏi hồi nãy ông có nói là bây giờ các thuộc địa của Anh á thì khác thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và khác thuộc địa của Pháp. Tại sao họ những cái nơi mà thuộc địa của Anh thì lại khá hơn là những cái nơi mà thuộc địa của Tây Ban Nha và Pháp? Anh giải thích giùm. Xin giải thích rõ ràng như thế này. Cái thuộc địa của Anh với lại của Bồ Đào Nha của Tây Ban Nha, Hòa Lan á, nó không có liên kết với giáo hội La Mã. Thành ra cái nhân dân thuộc địa của Anh và của Hòa Lan chỉ có bị một tầng bóc lột, tức là cái người thực dân Anh bóc lột cái dân bản địa thôi. Ở Indonesia cũng vậy, chỉ bị cái thằng Hòa Lan, đế quốc Hòa Lan nó bóc lột thôi. Trái lại những cái thuộc địa của Tây Ban Nha, của Bồ Đào Nha và của Pháp, Bắc và của Bỉ, nó có liên kết chặt chẽ với nhau là hồi La Mã. Thành ra cái dân thuộc địa bị bóc lột tới mấy tầng. Thứ nhất là cái dân thực dân Pháp, thứ hai là giáo hội La Mã, thứ ba là cái giới tu sĩ của giáo hội La Mã, thứ bốn là cái dân
theo đạo Thiên Chúa giáo ở bản địa, trở thành là tay sai đắc lực cũng ăn cướp đoạt tài sản của cái nhân dân Việt Nam, của cái nhân dân bản địa đó. Việt Nam là một thí dụ. Thí dụ như là bố vợ, gia đình bố vợ của ông Bầu Đại, gia đình ông Nguyễn Tiến Hưng, tất cả những người công giáo cái thời Pháp thuộc đều trở nên giàu có. Và bọn tay sai đắc lực của gia đình, của những người làm tay sai cho Pháp và Thi Căng đều trở nên giàu có. Họ giàu có là vì họ ăn cướp, dựa vào cái thế lực chính quyền bảo hộ để mà ăn cướp tài sản của nhân dân. Dường như có thêm một cái sắc chỉ của ông Giáo Hoàng khác mà chia đôi cái thế giới. Ngoài đó, cái đó là xảy ra vào năm 1493. Ông Giáo Hoàng Alexander VI, thì ông này là chia đôi thế giới ra làm hai phần. Bởi vì trước đó đó, thì vào thế kỷ thứ 15, mà trước cái năm đó đó, thì Bồ Đào Nha là cái người mà khám phá ra con đường gọi là con đường Hồ Tiêu, đi men theo bờ biển phía Tây Phi, rồi men theo cái mũi Hảo Vọng Giác, vành qua cái miền biển bờ biển Đông Phi và đi theo vào cái vịnh Ba Tư, rồi đi sang đến Ấn Độ và gặp cái quần đảo Indonesia và khám phá ra đây là có rất nhiều hồ tiêu. Rồi ông ấy dùng cái buôn hồ tiêu đưa buôn bán về, mua về bán, độc quyền bán cho người Âu Châu, vì người Âu Châu là cũng ăn cá nhiều lắm, mà cá mà không có tiêu thì nó không có thực thơm, nó vẫn còn giữ cái mùi tanh, nhất là nếu mà để 2-3 ngày mà thời bây giờ chưa có nước đá, thành ra cần phải có hồ tiêu ăn, thì buôn bán hồ tiêu rất là lời, Bồ Đào Nha mới trở thành giàu có nhất. Và con đường đó theo lệnh của Giáo Hoàng là quốc gia nào đã khám phá ra cái địa điểm mới mà báo cáo cho Giáo Hoàng biết thì cái quốc gia đó được quyền chiếm cái đó. Thành ra cái Bồ Đào Nha mới chiếm được cái con đường tư lộ đó, thì người Âu Châu cũng muốn đi con đường đó nhưng mà Bồ Đào Nha không chịu. Do đó ông Giáo Hoàng đã giao cái quyền cho Bồ Đào Nha được quyền đi đâu thì được chiếm giữ cái tài sản của nước đó, bắt cái dân đó làm nô lệ. Dĩ nhiên là chiếm giữ cái tài sản đó thì phải chia phần cho giáo hội La Mã. Thì đến lúc mà năm 1492 đó, thì Tây Ban Nha khám phá ra cái Mỹ Châu. Do đó Giáo Hoàng này đó, ông Giáo Hoàng Alexander VI đó, mới chia đôi thế giới, một nửa về phía Tây bán cầu đó, thì giao cho Tây Ban Nha có quyền chiếm hữu bất kỳ cái mảnh đất nào của thế giới. Và cái nửa phía đông Tây Ban Nha đó, về phía đông của gọi là đông bán cầu đó, thì giao cho Bồ Đào Nha. Nhưng mà nó có một cái điểm là thế này, ở ngay Nam Mỹ đó là Tây bán cầu đó, thì có một cái nước lớn nhất ở Nam Mỹ là nước Ba Tây, là Brazil đó. Thì lại đã là thuộc Bồ Đào Nha rồi, mà hai nước đó đều là có công đối với ông Giáo Hoàng. Thành ra cuối cùng là ông ấy công nhận là để cho Bồ Đào Nha cai trị nước Bề Tây và để cho thằng Tây Ban Nha cai trị nước Philippines, nước Tây, nước Philippines, để cho cái sự công bằng nó như vậy. Đó là lý do tại sao mà Tây Philippines lại thuộc Tây Ban Nha mà Ba Tây lại thuộc về nước ấy. Thì tất cả những cái nơi nào mà dưới sự thống trị của hai cái đế quốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì quý vị đã sẽ thấy là nó diệt cái nền văn minh văn hóa của cái dân bản địa, đến nỗi mà cái ngôn ngữ không còn nữa, và giết những thằng nào đàn ông thì bị giết hết, đàn bà thì họ giữ lại để làm bà con. Thành đất quý vị vào cái chung là Nam Mỹ đó, thì có nhiều cái người dân nó lai dân bản địa lẫn lộn với lại những người phi châu da đen, vì khi mà nó giết những người như vậy thì nó đem những cái dân phi châu gia đen vào làm nô lệ để khai thác những cái đất đai làm đồn điền của nó. Vì cái thời đại đó là cái công nghệ về sản xuất nhà máy kỹ nghệ như bây giờ nó chưa có, thì đa số là họ khai thác những đất đai, họ mở những đồn điền thì cần những cái nô lệ để làm đồn điền, thì họ đem cái nô lệ từ châu Phi đem vào. Thì cũng là Giáo Hoàng chấp nhận cái chuyện đó, Giáo Hoàng Vatican chấp nhận cái chuyện đem những quân đội người da trắng vào lục địa Phi Châu, bắt những người da đen đem sang bán cho những chủ đồn điền ở Bắc Mỹ cũng như là Trung Nam Mỹ. Nhưng mà bây giờ em thắc mắc là như thế này, lẽ dĩ nhiên là Giáo Hoàng Roma đó thì là muốn chia phần, nhưng mà tại sao những cái cường quốc kia tại sao không đi một mình được mà phải nương nhờ La Mã với nhau như vậy? Thì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp thì phải nhờ mấy ông truyền giáo đi trước để tìm hiểu đường lối và làm một cái bản báo cáo về tình báo về bản địa, đưa lên
triều đình cấu kết với lại Vatican, các nhà truyền giáo với lại dân bản địa làm đưa đường dẫn lối cho họ chiếm. Bởi vì đi nhà thám hiểm thường phải sòng sọc vô nước người ta, đâu có người ta giết. Mà họ bị giết nhiều lắm chứ không phải là không. Do đó người ta mới nhờ các nhà truyền giáo đi đó thì người ta dễ lọt hơn. Đúng vậy. Nhưng mà đồng thời thì cũng các ông truyền giáo hay là cái dân bản địa mà bị làm tay sai đắc lực cho Vatican với lại cái đoàn quân xâm lược đó bị giết cho nhất. Sớm muộn cũng lộ. Sớm muộn cũng lộ và bị giết. Do đó quý vị thấy ở Trung Nam Mỹ với lại ở Cali này có rất nhiều thánh nữ và thánh nam là những người mà đã làm tay sai đắc lực cho những cái đoàn quân viễn chinh đó. Đấy, chúng ta thấy là Santa Ara rồi San Jose, San tức là thánh thánh đục nên là ông Santa là thánh đàn bà. Tức là những người đó đã từng làm tay sai đắc lực cho cái đoàn quân liên minh xâm lược Tây Ban Nha hay là bọn giáo sĩ của người Âu Châu rồi bị dân bản địa nó giết thì bây giờ là phong thánh. Thế thì cái trường hợp đó nó rõ ràng nhất là 117 ông tội đồ đối với dân tộc Việt Nam trong cái thế kỷ 18 và thế kỷ 19 được giáo hội La Mã phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 là những tên tội đồ giống như vậy đối với dân tộc Việt Nam. Đó, bây giờ tôi trở lại là tại sao nước Anh nó lại đến đây thì chúng tôi sẽ tạm ngưng để kể tiếp. Chúng tôi sẽ nói về sự giàu của Macau và của Hồng Kông và đồng thời chúng tôi cũng nói rõ là tại sao nước Anh lại trở nên hùng cường mà có rất nhiều thuộc địa ở khắp nơi trên thế giới và Tây Ban Nha là bị mất cái địa vị đó. Nhưng mà không phải tất cả những cái thuộc địa đều giàu có như Hồng Kông. Hồng Kông là cái thì chỉ có đó hai cái điểm đó thôi. Còn tất cả những cái thuộc địa khác hoặc là bị dùng là thuộc địa di dân thì nó giết hết tất cả những hoặc là cái địa thuộc địa mà không phải là di dân mà khai thác thị trường này như Ấn Độ, Miến Điện, Mã Lai thì đều là bị bóc lột đến tận xương tận tủy và cho đến bây giờ tôi xin lỗi chứ dân Ấn Độ vẫn còn nhiều cái chỗ nơi vẫn sống lạc hậu nghèo khó và dân Pakistan cũng vậy. Xin kính chào quý vị và hẹn kỳ tới.